Ơi chào mọi người, em sọn cái cặp Makita này, nó kiểu dáng y chang Echo luôn nha, giống như Echo 362 đồ, 361. Con thứ nhất này mà nó 3640 thì cái dây này em nói này, cái dây này hình như nó thay vô là trật lắc mọi người. Cái dây này là dành cho máy nổ này, máy xanh á, mà nó thay cái dây này vô to bự to đùng, giật cũng mệt lắm. Và thay là cái dây nhỏ của máy cưa, máy phát cỏ. Cột dây cột nhỏ gì đây vừa tháo ra, xích đó còn dùng được nha mọi người. Makita này hơi nanh nha, đó, cái dây nó không có hợp lý rồi thay cái dây nha. Một con đây lại bán như cặp luôn nha. Con này đẹp mọi người, con này đẹp, cái lam bộ lam như mới luôn, như mới luôn mọi người. Này thì cái ốp lam nó bị bể nha mọi người, nhưng mà vẫn còn chắc bình thường. Con này mã là 3635 ha, cũng là 36cc, hai con y chang. Cái này thì nó bắt buộc đi, hơi con này cũng hơi con này nó cũng nhanh nha, mà cho tại nó mất buri thôi. Đó. Đẹp thì một cặp em bán như cặp nha, hai con này 2 triệu nha mọi người ha, hai con 2 triệu nha, không bao ship. Thì về sau em bán vậy thôi ha, về tự dọn ha. Hai con này thì em nghĩ là dọn lên hết được hết mọi người, chứ không có chết con nào đâu. Máy thì không bao gì hết nha mọi người, về sau bán vậy thôi. Đó, quay những gì là em bán những đó. Đó, đặc điểm nào thiếu cái gì em nói đó. Làm bộ làm xích kia nó đẹp cực kỳ, xích này cũng đẹp, làm này thì phải vệ sinh ra nó bẩn, nhìn nó màu đen. Hai con 2 triệu nha, không bao ship.